Tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ tư, chiều nay Hội đồng Nhân dân tỉnh đã nghe các báo cáo, tờ trình. Mở đầu phiên làm việc, ông Hoàng Văn Kiên, Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính trình bày báo cáo tình hình sử dụng dự phòng ngân sách cấp tỉnh và Quỹ dự trữ tài chính năm 2021, tình hình thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách nhà nước năm 2021, dự toán phân bổ ngân sách năm 2022, các tờ trình, dự thảo, nghị quyết liên quan đến vấn đề ngân sách và chủ trương thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Ninh Bình. Tiếp đó, bà Đinh Thị Thúy Ngân, Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày nhóm tờ trình về phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh chủ trương liên quan đến các dự án đầu tư công, kế hoạch đầu tư công và đề nghị phê duyệt đề án của Ủy ban Nhân dân tỉnh về phát triển kinh tế tập thể, Hợp tác xã tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2025. Ông Vũ Nam Tiến, Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trình bày tờ trình về việc phân bổ kinh phí thường xuyên thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021. Ông Vũ Mạnh Dương, Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Y tế trình bày tờ trình về việc ban hành nghị quyết quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 trong trường hợp không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm Y tế trên địa bàn tỉnh. Cũng trong chiều nay, ông Nguyễn Cao Sơn, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trình bày tờ trình về việc thông qua danh mục dự án phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2022. Tờ trình về việc thông qua danh mục chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện các công trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2022. Ông Nguyễn Hoàng Hà, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh trình bày tờ trình về việc thông qua nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2022 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, về thành lập đoàn giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh và tờ trình về việc ban hành nghị quyết về kết quả giám sát các quy định của pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Ông Nguyễn Văn Định, trưởng Ban Kinh tế Ngân sách, Hội đồng Nhân dân tỉnh, trình bày báo cáo kết quả thẩm tra của Ban Kinh tế Ngân sách, tờ trình về việc ban hành nghị quyết quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính, phục vụ hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp tỉnh Ninh Bình. Bà Lê Thu Hà, trưởng Ban Văn hóa Xã hội, Hội đồng Nhân dân tỉnh, trình bày tờ trình về việc đề nghị ban hành nghị quyết về quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của Hội đồng Nhân dân tỉnh Ninh Bình. Ông Phạm Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh trình bày tờ trình về việc ban hành nghị quyết quy định về điều kiện diện tích nhà ở tối thiểu để được đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ và quy định xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và Chữa cháy năm 2001 có hiệu lực. Ông Nguyễn Toàn Thắng, Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, trình bày tờ trình, dự thảo nghị quyết hỗ trợ đăng ký bảo hộ, phát triển tài sản trí tuệ, triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa dịch vụ. Ông Đinh Công Toản, Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, trình bày tờ trình về việc quyết định biên chế công chức trong các cơ quan và phê duyệt tổng số lượng người làm việc, hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình năm 2022. Ông Phạm Hồng Thái, trưởng Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh, trình bày báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế đối với 12 báo cáo và dự thảo nghị quyết. Thưa quý vị và các bạn, ngày mai, mùng 8 tháng 12, Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp tục nghe các báo cáo, tờ trình, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh thảo luận theo tổ. Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình sẽ cập nhật chi tiết trong các chương trình thời sự. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi.